Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà thuộc với lại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này nằm ở trên mặt ngõ thông và có thể kinh doanh nhỏ được quý vị ạ. Với cái thiết kế tầng 1 thông sàn diện tích 30,7m², hướng nhà là hướng đông nam, ngõ thông thoáng và ngõ trước nhà thì ô tô nhỏ có thể đi qua cửa. Với cái thiết kế cũng khá là hợp lý cho một cái căn nhà có thể kinh doanh ở đây. Là kinh doanh gì ạ? Naomi hoặc là quý vị có thể kinh doanh nhỏ khá là hợp lý. Bởi vì bên này thì kinh doanh hàng thuốc này, bên này thì kinh doanh giò chả và ở kia thì có hàng tạp hóa rồi. Và mời cùng theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà là 3m3, phần cửa chính thiết kế là lớp cửa quấn điện. Và bên trong ở đây tầng 1 thiết kế thông sàn tầng 1 để quý vị có thể kinh doanh. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này là sơn màu trắng quý vị nhé. Đó, căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Với cái phần thông sàn với cái vị trí này thì gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với lại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Đó, ngõ thông cho nên xe cộ đi qua lại khá là ồn ào mọi người ạ. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế thông sàn và chỉ thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa thôi. Phòng vệ sinh ở đây thiết kế đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng. Với căn nhà này thì hồ sơ điện nước đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, bàn giao nhà được luôn, sang tên được luôn, sổ đỏ chuẩn chỉnh quý vị nhé. Đó, đấy là phần tầng 1 thiết kế như thế. Trước khi lên trên phía các tầng trên thì quý vị có thể tham khảo đây trực tiếp là cái phần tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cột trắng. Mời người theo em lên khám phá cụ thể các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và với cái tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế để kinh doanh nhỏ cho nên tầng 2 ở đây là chủ nhà thiết kế cho mình là phần phòng bếp và phòng khách quý vị nhé. Đây, với không gian tầng 2, phòng khách, phòng bếp, cửa thông thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát. Cái vị trí của nó thuộc tổ dân phố 6, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lại giao thông rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào mà đi làm ở Hà Đông. Hoặc là quý vị nào nếu như từ cái vị trí này cũng gần với lại khu đô thị Thanh Hà mọi người ạ. Gần với lại trường tiểu học Phú Cường, nó ở bên kia, nó có nhiều đường đi vào đây á. Và với cái thiết kế đây là không gian phòng bếp, với tủ bếp thiết kế là tủ gỗ sồi. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi. Đó, đây là cái phần phòng khách, phòng bếp thiết kế riêng biệt ở trên tầng 2, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Điện lực thì EVN Hà Nội, còn nước thì là nước sạch sông Đà mọi người nhé. Đó, đây là cái phần thiết kế ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Mời người theo em lên khám phá tầng 3, tầng 4, tầng 5 nhé. Và với cái căn nhà này thì thiết kế tầng 3, 4, 5 như sau. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị ở đây là một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía trên tầng, phục vụ cho cái phần phòng ngủ tầng 3 này. Đây, một phòng ngủ rộng rãi, thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng rất là hợp lý. Với cái căn nhà này thì xung quanh dân cư rất là đông đúc, ngõ thông, giao thông đi lại thuận tiện. Từ căn nhà này mà cách với lại trường Đại học Đại Nam nó khoảng tầm 1,5 km thôi mọi người ạ. Rất là gần, tiện. Căn nhà này thì nó cực kỳ là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương. Hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó, cửa nhà vệ sinh, các nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Còn cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Gạch lát nền ở tầng 2-3 trở lên là màu trắng, còn có duy nhất ở dưới tầng 1 là màu vân, màu vàng, vân đá thôi. Mời theo em lên tầng 4 tiếp theo của ngôi nhà. Và với cái tầng 4 của ngôi nhà thì cũng thiết kế tương tự như tầng 3 quý vị ạ. Cũng một cái phòng vệ sinh ở bên ngoài. Và ở đây là một phòng ngủ phía bên trong tầng 4. Đây,
Có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài được quý vị nhé. Đó. Quan trọng nhất nó là vị trí căn nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ thông, giao thông đi lại thuận tiện. Diện tích mọi cái vấn đề review chi tiết cụ thể đường hướng giá của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì giá hiện tại chủ nhà đang chào bán là 3 tỷ 050 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây, phần cửa thông phòng đây. Và trên cái tầng 4 này thì thiết kế cũng khá là hợp lý, một cái cầu thang để đi lên phía tầng 5. Mời theo em lên nốt tầng 5 nhá, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà với lại cái một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực các phần ở dưới cầu thang. Và trên phía tầng 5 ở đây thì thiết kế cho quý vị ở đây một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, có thể thiết kế, cái này thì tùy công năng, mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phòng thờ hoặc quý vị thiết kế thêm một phòng ngủ, phòng làm việc. Ở đây thì thiết kế ở phần ở ngoài đây cho quý vị là cái phần sân phơi. Đây, sân phơi rất là rộng, thoáng đãng, thực tế luôn, quý vị có thể nhìn xung quanh của ngôi nhà này. Đó, dân cư đông đúc, gần với lại khu đô thị Thanh Hà, gần với lại cái trục đường quốc lộ 21. Nói chung là giao thông đi lại thuận tiện. Với cái căn nhà 5 tầng này Ngọc Anh đã review chi tiết cụ thể rồi. Mời người thời, nếu như mà quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.